Vâng, tất nhiên là chúng ta có những cái nguy cơ mà chúng ta không tránh được, Vâng. về giới tính, về tuổi tác cũng như là về di truyền. Tuy nhiên có những mà những nguy Nguy cơ cơ mà vâng. chúng ta có thể tránh được, đó là những nguy cơ gì bác sĩ ý? Dạ, thực tình ra là những cái nguy cơ mà có thể tránh được, vâng, nói có thể tránh được là tại vì rằng thì là nếu mà chúng ta có một cái đời sống hợp lý, thuận với thiên nhiên, không có lạm dụng hay là không phung phí cái sức lực của mình đó thì mình có thể tránh được. Thế thì trong đó thì chúng tôi thứ nhất là cái trường hợp mà có cái bệnh gọi là bệnh cao huyết áp đó, là cái bệnh mà thường thường là nó đưa tới những cái rủi ro mắc bệnh tim nhiều hơn cả. Thì thưa quý vị thính giả, quý vị nhớ cho là cái huyết áp của mình bình thường nó là 120 trên 80. Thế thì nếu mà cái huyết áp của chúng ta nó căng lên cao quá thì cái huyết áp là gì? Tức là cái sức ép của cái máu từ trái tim nó đưa vào cái động mạch. Thì thường thường nó có một cái áp suất, khi mà nó bơm vào như vậy nó tạo ra một cái áp suất. Thế trung bình của nó là 120 trên 80. Thế nếu vì một cái lý do gì nào đó mà cái huyết áp nó tăng lên cao thì cái tim nó phải làm việc nhiều hơn một chút xíu để nó đẩy cái khối lượng máu nó vào trong cái động mạch của chúng ta. Thế nếu mà cái huyết áp nó càng cao lên thì cái tim của chúng ta lại càng phải làm việc nhiều hơn nữa. Và khi nó càng được nhiều hơn nữa như vậy thì nó cần nhiều oxygen hơn. Thế nếu vì một lý do nào đó thiếu oxygen hay là làm việc quá nhiều sức thì tất nhiên là cái tim của chúng ta nó phải mỏi mệt, có phải không ạ? Mà trong trường hợp đó thì nó sẽ đưa tới những trường hợp suy tim. Thế thành ra cái rủi ro thứ nhất là vấn đề cao huyết áp. Nếu quý vị nào có cao huyết áp thì nên chữa để tránh những cái rủi ro cho trái tim của mình. Thưa gần đây thì Hiệp hội Tim mạch. chuyên tim mạch đã có một cái sự gọi là một cái khuyến cáo Dạ vâng. là tới người ta hạ cái số ca bác huyết, trước thì có thể 130, 80, bây giờ người ta có thể thấp hơn chút xíu phải không Dạ vâng, thì người ta dè dặt hơn, tức là bây giờ người ta đặt cái tiêu chuẩn là khoảng 120, 70 dưới cái mức độ ạ? đó. Là trên đó thì chúng ta đã phải đề phòng Đề và có phòng. thể dùng, hoặc là dùng những phương pháp tự nhiên, hoặc là những hoặc có thể bắt đầu dùng thuốc có phải không ạ? Dạ vâng, thì thường thường nếu mà cái huyết áp của mình nó xích khoảng chừng 140, 80 trên đó thì thưa quý vị thính giả là chúng ta có thể áp dụng những phương pháp thiên nhiên. Thứ nhất là vấn đề thể dục thể thao, đó là cái vấn đề thứ nhất. Thứ hai là cái vấn đề dinh dưỡng, chúng ta thay đổi cái vấn đề ăn uống của chúng ta đi một chút xíu, thí dụ như là bớt muối thì nó cũng là cái yếu tố. Thế nếu trong trường hợp mà chúng ta áp dụng những cái phương thức mà có tính thiên nhiên như vậy đó mà không có thành công thì tất nhiên bác sĩ họ sẽ cho sử dụng một cái loại thuốc mà tương đối nó nhẹ hơn để làm giảm cái huyết áp. Thưa thưa quý vị, nó nói tóm lại rằng với cái sự khuyến cáo của Hiệp hội về về tim mạch thì người ta đã hạ Chỉ cái số chỉ số xuống, và trước có thể là 130 80 thì ngày nay họ hạ xuống 120 và 70, là bắt đầu chúng ta đã phải để ý rằng có thể bị cao áp huyết các bạn, thưa cái bác đó, sĩ. trường hợp đó họ gọi là tiền cao huyết áp, Tiền nó cao huyết, pre-hypertension. thì trường hợp đó thì tất nhiên là chúng ta dùng những phương pháp tự nhiên trước. Dạ vâng. Nếu mà chúng ta không có kiểm soát được Dạ. thì lúc đó mới bắt đầu dùng những thứ thuốc để Rồi, có vẻ có nặng hơn một chút nhẹ xíu. hơn. Vâng. Thế thành ra thưa quý vị, tiện đây thì chúng tôi cũng xin thưa với quý vị thính giả, chắc là quý vị cũng nhớ cho là cái cao huyết áp là một cái bệnh mà cần phải điều trị một cách thường xuyên. Tức là cần phải uống thuốc thường xuyên chứ không thể nào gọi là uống khi nào nó xuống thì ta ngưng thuốc. Thì thưa quý vị, cái đó là cái điểm mà chúng tôi muốn lưu ý. Thứ hai là đến cái trường hợp mà cái rủi ro mà chúng ta có thể tránh được, tức là khi mà trong máu của chúng ta, cơ thể của chúng ta, cái chất béo hay đặc biệt là cái cholesterol đó đấy thưa anh Ban, nó lên cao quá thì nó cũng làm cái tắc nghẽn những cái mạch máu, rồi nó cũng làm giảm cái lưu thông máu trong cơ thể, rồi nó cũng làm cho trái tim của chúng ta nó phải hoạt động nhiều hơn nữa. Thành ra cái cholesterol chắc là anh Ban cũng có nhiều cái kinh nghiệm về cái chất cholesterol, có phải không ạ? Thường cái cholesterol trước thì người ta phải chú đến hai những cái dữ kiện. Thứ nhất là cholesterol cao Vâng. thường thường dưới 190 hay 200 phải không Vâng, ạ? 200, Thì trong đó phải người ta chú trọng đến hai cái điểm nữa là cái gọi là cái loại là triglyceride, vâng. và đồng thời người ta thấy rằng cái hai cái loại cholesterol là một loại loại HDL. xấu, Vâng, với loại lại loại loại xấu thì là LDL là xấu và HDL là tốt phải không ạ? dạ Thì HDL tức vâng. là chúng ta phải chú trọng tới những cái điều những con số đó để và chúng ta dùng thuốc. Thì chúng tôi cũng có kinh nghiệm rằng là khi chúng tôi thử máu thấy rằng cái chỉ số nó tới cái mức mà gọi là borderline đó, thì chúng tôi dùng thuốc ngay lập tức. Thì trong một thời gian rất ngắn là 1 tháng rồi, chúng tôi thấy thay đổi rất nhanh Và và
chúng tôi thấy là cái điều rất quan trọng để tất cả quý vị cũng nên chú trọng là khi chúng ta tới cái borderline thì chúng ta phải chữa, chứ chúng ta không chờ là khi chúng ta cao lắm chúng ta mới chữa. Vâng. Vâng. Thì chúng tôi xin nhấn mạnh thêm là cái cholesterol đó, giống như bác sĩ Uvan nói là nếu ở cái mức độ 100-200, dưới 200 thì là trung bình. Thế thì cholesterol nó có cái HDL với lại cái LDL. Cái HDL thì coi như là cái loại cholesterol tốt cho cơ thể của chúng ta. Thế còn cái LDL là cái loại cholesterol nếu nó có nhiều quá đó thì nó cũng có tác dụng xấu, là nó làm ra những cái động mạch của chúng ta bị tắc nghẽn. Thế chúng tôi xin thưa thêm là cái cholesterol hay là chất béo nó cần cho cơ thể, thưa anh Ban. Vâng. Nhưng mà nó cần tới một cái mức nào đó thôi, chứ nếu mà quá nhiều đó thì thưa nó lại có hại cho cơ thể. Vâng. Mình nói chỗ này thì có thể bác sĩ nói thêm về chúng ta có cái dinh dưỡng, chúng ta có thể dùng những cái loại thức ăn thực phẩm nào để để tăng cái gọi là cái HDL là cái loại mà tốt và làm giảm cái sự xấu. Thì bác sĩ thì tiện đây vâng thì thưa như bác sĩ Vũ Văn nói đó thì chúng tôi cũng xin thưa rằng thì là cái cholesterol trong cơ thể đó thì đa số cholesterol là do gan nó tạo ra, thế một phần khác là do chúng ta ăn những cái thực phẩm mang vào. Thế nếu mà chúng ta sử dụng những chất béo nào mà đặc biệt là những chất béo từ động vật, tức là thí dụ như là gà, vịt hoặc là bò hoặc là heo, lợn vân vân đó, thì trong những loại chất béo đó hay là thì nó có rất nhiều cái chất béo mà nó có thể là cholesterol hay là những chất béo mà nó có thể làm tắc nghẽn động mạch được. Vâng. Thế thành ra thưa quý vị thính giả là chúng ta nên giới hạn những cái chất béo từ động vật. Động vật. Trong khi đó thì cá thì chúng ta có thể sử dụng được, là tại vì cái chất béo ở cá thì nó có một cái loại gọi là omega 3 fatty acid, là cái chất béo mà nó có thể làm tăng cái HDL và nó làm giảm cái LDL. Quá tốt. Vâng. Thế cộng thêm vào đó là chúng ta có thể sử dụng thêm những cái loại dầu thực vật đó, thưa quý vị thính giả và thưa anh Ban, là những cái dầu olive hay là dầu safflower, những cái thứ đó đó thì nó cũng là những cái loại dầu mà nó không có cholesterol, mà nó lại có tác dụng là nó làm giảm cái cholesterol này trong cơ thể của chúng ta. Vâng, vâng. Thưa quý vị, cái thử máu chúng ta phải bao nhiêu lâu chúng ta phải thử một lần? Thường thường cái thử máu thì có thể là 6 tháng mình thử một lần cũng được rồi, chứ cũng không cần phải nhiều lắm. Vâng. Chúng tôi thấy là khi mà chúng tôi có cholesterol nó borderline thì chúng tôi dùng thuốc ngay. Vâng. Và tôi thấy kết hiệu ngay lập tức là trong vòng có 1 tháng khi chúng tôi thử lại chúng tôi thấy có kết hiệu ngay. Thì nó xuống. Tuy nhiên chắc là bác sĩ ý cũng đồng ý chúng tôi rằng khi chúng ta uống thuốc chúng ta không có phải là thấy ra thấy sướng thì chúng ta ngưng, chúng ta phải uống maintenance, có đúng không? Cái vấn đề quan hệ là chỗ đó, thưa quý vị thính giả, cái vấn đề điều trị chữa cái bệnh nào cũng vậy, nghĩa là nó phải thường xuyên chứ không thể nào mà gọi là ngưng, tức là khi mà thấy tôi trong người nó khỏe khỏe chút xíu là tôi ngưng thuốc. Thì cái đó là không được, nhất là trong cái trường hợp mà bệnh về cholesterol, huyết áp, cũng như trong trường hợp mà bị ho, bị nhiễm trùng vân vân đó, mà mình cảm thấy là bớt ho rồi cái thì bảo thôi khỏe rồi, ta để dành thuốc kỳ sau. Thì thưa quý vị, cái thói quen đó là cái thói quen mà chúng ta nên tránh, thưa quý vị tính giả. Vâng. Thế bây giờ trước khi mà chúng ta sang một cái lý do khác thì cái cholesterol nó ở trong máu nó làm hại như thế nào mà chúng ta phải giảm cái chất cholesterol trong máu? Vâng, thực tình ra thì cái cholesterol ở cái mức độ bình thường đấy thì nó có nhiều cái vai trò trong cơ thể của chúng ta. Thí dụ như nó tạo ra những cái kích thích tố thì cũng cần phải đến chất béo hoặc là cholesterol, hoặc là nó tạo ra những cái màng bọc của tế bào thần kinh đó thì nó cũng cần phải chất béo và cholesterol, hoặc là nó để dẫn truyền tế bào thần kinh thì nó cũng cần đến cholesterol với lại cái chất béo. Thế nhưng mà nếu mà ở cái mức quá cao thì tất nhiên là trong mạch máu của chúng ta nó sẽ có nhiều chất béo. Mà thưa quý vị, nếu quý vị tưởng tượng là ở trong cái ống nước ở trong cái bếp của chúng ta rửa chén đó, mà những cái chất mỡ mà ở những chén bát nó rơi xuống cái ống đó, mà để lâu ngày mà mình không cho những cái chất loại, cái chất béo ra thì ống nước nó cũng bị tắc nghẽn, có phải không ạ? Vâng. Thế thì trong cái trường hợp cơ thể chúng ta cũng vậy, nếu mà cái chất béo nó nhiều quá, nó nằm ở trong những cái động mạch của chúng ta, thì một lúc nào đó nó sẽ bám vào cái thành động mạch và làm cho cái thành động mạch nó có những cái mô ở trong đó, mà cái mô nó dần dần càng ngày nó càng dày thêm lên, thì tất nhiên nó đưa tới tắc nghẽn động mạch. Vâng, thì một câu mà tôi muốn hỏi bác sĩ là cái thuốc mà ta uống để làm giảm cholesterol thì nó ảnh hưởng như thế nào? Nó làm giảm cái những cái mà khi mà nó đóng ở những cái động mạch thì chúng ta uống cái thuốc để giảm nó làm sao mà nó tiêu đi được? Cái trường hợp mà thực tình cho mà nói đó, khi mà nó đóng dày ở trong cái động mạch rồi đó thì người ta phải dùng những phương pháp thủ thuật để mà loại bỏ nó đi. Thế còn những cái thuốc là mình uống vào như vậy là khi mà cái cholesterol nó lên cao là mình uống vào để mình giảm cái lượng cholesterol ở trong máu của mình,
bằng cách là có những cái thuốc nó đưa những cái cholesterol nó vào trong những cái tế bào để mà sử dụng vào những cái công việc khác, hoặc là có thể nó đưa vào trong gan để mà tích trữ ở trong gan, chứ không để cho nó lưu hành ở trong cái mạch máu của mình. Vâng. Đó. Thế khi mà nó đã tắc nghẽn rồi thì tất nhiên là chúng ta phải dùng những phương pháp khác nhau để mà có thể thông, mình gọi giản dị rất là thông mạch máu đó. Vâng. Thế thành ra cái vấn đề uống thuốc là để ngăn ngừa không cho có những cái mảnh bựa hay là những cái mô, những cái u mà nó bám vào cái thành động mạch đó. Vâng. Vâng, vâng. Thế trước khi mà chúng ta đã có những cái là những hậu quả của việc tăng cholesterol trong máu thì chúng ta phải có những biện pháp đề phòng, có phải không? Chứ chúng ta không nên chờ khi chúng ta mà nó đọng có bệnh rồi mà chúng ta uống thuốc mà nó xuống được, có phải không ạ? Vâng, vâng. Thế thì như thế tóm tắt có thể nói rằng về cái bệnh tim mạch thì chúng ta có hai cái điều nên kiêng, là thứ nhất chúng ta không nên ăn muối, phải không ạ? Và thứ hai là chúng ta không ăn mỡ, giảm thiểu chất mỡ, và có thể dùng những thứ mỡ tốt, có phải không ạ? Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện về rủi ro gây nên bệnh tim mạch tại đây, và chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát. Xin quý vị đừng rời máy, sau những thông cáo thương mại chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong giây lát. Xin cảm ơn quý vị.